không? Mọi người ăn đại không có dính đâu sợ. Ngồi 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 vậy ăn đại đi không có dính rồi đó. Nó ngồi nó né né rồi kìa. Mấy ông ăn ăn chết tôi rồi, mấy ông ơi, mấy ông ngán ăn tôi. Vô luôn bỏ chết tôi. Đi ăn cơm luôn hả? Mấy cái này ăn có còn luôn chứ này. Ớt này, cái đó mà chín chưa có dòng ớt nha. Mời cô chú anh chị bữa nay dùng cơm ăn với bữa nay lập nhà cho ăn quen đó, mời cô chú anh chị ăn cơm với em nha. Vậy? Chết mẹ rồi, pháo này bỏ túi vậy này. Mình mang như kỳ quá. Rồi lại ngồi đi. Không đúng rồi. Ăn cơm ai? Mày ăn luôn đi ha. Không có không chạy đâu nữa rồi thì ngồi cái kiểu vậy là không không có dính đó. Ai thằng kia hả? Trời nó sợ YouTube quay nó mượn. Vậy đang nghe đây rồi gần cô Tám kìa. Tao kia nó bằng ngày quay tao quay chứ tối đừng quay tao. Quay tao mà tao chơi thể thao kỳ lắm. Dạ. Tối là tắm đi đâu không ở nhà. Không nghe kỹ. Có ở nhà giữ cái nập nạc, không có đi đâu hết á. Không có, giữ bán đồ cho mà Tám nó được tốt. Nói chứ bằng ngày bả cực quá, bằng đêm em về rất chiều á. Em mớp rồi. Em phụ làm với bả chứ bỏ bả làm riết bả chết, rồi bỏ em sống với ai. Cỡ từng tuổi này rồi kiếm nữa khó lắm bà ơi. Bởi vì gán giữ lần xài cho lâu lâu chút nữa. Đại đi. Lắp đại đi. Trời ơi, kỹ gì dữ vậy? Hả? Nút nó. Cái gì vậy? Con sợ. Không có dính đâu. Không có dính đâu, con chụp con bữa nãy. Con ơi, không có dính đâu, ăn tự nhiên ơi. Sợ vợ lên thấy kỳ hả? Có vợ không? Chưa. Có vợ gì mà. Hả? Có chưa? Chưa. Cho con ăn cơm ha. Để nó gửi nhà ta. Chưa vợ hả? Cái bạn cái chơi cho vui vậy điện không tối gì à đồ mắt cái nóng bóp được chừng mà nghe mở mở tối gì chừng đứng em lắm mày ơi thấy á nay mày nhiêu tuổi rồi? Hả? Ba mấy? Hả? Ừ, chuột. Chuột à, ba mấy ông đậu tao biết đâu mà không? Hả? Ba bảy hả? Ba tám rồi, chuột con tám rồi, đứa con tám rồi, đứa con mắt con nhát á. Chuột con á. Cưới vợ được rồi con ơi. Vậy đó. Để mày lớn lớn tuổi quá mày cưới vợ cái cực lắm con. Động. Ví dụ mày có năm ngoài tuổi cái lỡ mà đi chơi với bạn bè cái đang nhậu á, vợ nó điện về kêu bữa đứa nhỏ cũng không chạy về. Có đâu ông này thì hổ nó ông này cháu nhóc mà ra nhóc con thôi. Chồng có gọi đấy chứ, tao chưa đem gì á. Con nuôi nhóc. Có ăn toàn xương xương không cho nó tăng đó bà mong. Ờ. Nhậu nhậu xỉn luôn nhậu thôi chắc rồi chắc tao giờ tao cũng cứ kiếm mấy đứa con nuôi khoảng chừng ba ngoài tuổi vậy hả thôi nó nước cơm ăn được mà mày nhờ đủ thứ mày nào nhờ đủ thứ rồi thôi có lũa ghê mà cấp cho mình sao tội vậy? Sao tội hả? Nước lại đấy, cởi mẹ thoải mái đi. Không có đại không có dính cái hình của em như đó đâu. Ăn đi.
Bữa phải rồi. Ngoài nhà ông Nguyễn á, đang ăn tô mì cái ông quay phim cái bưng tô mì chạy. Mà đúng rồi, thằng này nó phải rồi, nó hiểu sao? Nó tưởng chuột phải cho nó nhát người trong vô vô nó ăn nó né quên không? Tưởng chuột nhát người. Bây giờ tao mới nhớ. Quên vụ tưởng chuột hả? Ừ. Cơm nấu chắc chiều ăn luôn quá. Mà dư nó dễ con. Dí nó kỳ lắm. À, cho dư. Mà cái gì phải cho dư. Thiếu thiếu gì mà nó ngon. Ăn chàng vẫn hỏng rồi còn ngon gì nữa. Đúng rồi, là gì thiếu ngon. À, giờ chính hỏi thiệt hai đứa mày, chú Út hỏi giờ con vịt chính mần sẵn rồi đó, giờ tụi mày nhậu mần sao nè. Luộc đi nó lẹ. Luộc có không? Ôi, không biết. Mình nấu cháo hả? Nấu cháo á. Làm gỗ như bữa hổm vậy hả? À, em hết cuối rồi. Bữa hổm có cây rồi mà. Ra coi chứ già nè mập mập đó, nó chặt lại đây đi. Ông nội ơi, mày không kìa kìa nó đủ mà thấy là chú già bóp gỗ. Ăn hết ăn gì? Đâu, chú già bóp gỗ mà anh sắc nha, ngon dữ lắm, không có bao giờ đắng luôn, thiệt là ngon luôn. Nó có đắng. Đâu đắng nghe. Không. Vậy. Thôi để anh khỏi đâu đấy, hồi tôi trộn, chị ra tôi trộn chú già cho năng. Hồi đây sắc ngang nha, không có sắc sợ như cái chuối kia được nha. Bảo mình tôi việc ăn rồi đó. Ủa nó kéo điện rồi sao mà không trồng cột vậy? Ai? Chị nó kéo. Chưa mà, chưa lắm tiền. Chưa lắm tiền. Không muốn nào. Con lắm tiền. Mấy ông chờ mà. Mới điện lực. Nguyễn. Nó chưa lấy mà nó vô nó coi chứ chưa kêu đóng tiền mà. Dạ. Đóng tiền rồi nó mới mình đóng tiền rồi mới kéo cho mình. Dựng được rồi đó. Thôi cô ạ. Chị hai đóng tiền qua bữa trước bữa sau không? Chiều này bữa sáng sao lại nó vô nó kéo vào đây. Bữa sau kéo. Rõ là nó chơi cái thau câu, tao phải mát miệng là trời. Bỏ lộn chén. Hả? Bỏ lộn chén. Rỡ tao cắn không lấy tao chà. Không lẽ bỏ lộn chén, không lẽ gấp lại cũng kỳ. Nghe hả? Câu câu này uống dữ nha. Dạ. Ở chim á hả? Chim có này trắng. Cái con này đó hả? Vịt trắng có rồi, chim có. Ủa mày thôi cha. Cái con đang làm là chim nó trắng. Trắng trắng. Chim nó siêu nó còn. Đây này con thứ 8 này nè. Có đồ gì nào đó thì thôi được chứ thôi con bớt bụng nha. Trời ơi, mắc cỡ mày. Cái thằng đó mắc cỡ với thằng Toàn không mắc đâu. Mắc đổ. Đổ, không có cắt lỗ hả? Ủa? Bốn lỗ đó thép chứ. Cây này thì bốn lỗ, còn cái cây kia bọn ẩm chắn có hai. Trời, mày nghĩ sao vậy? Đụng có tao đổ là tao dùng hết trơn, nhưng mày giỡn, mày nghĩ như của mày vậy mà đập đầu. Nó bán mày bốn cây mắc chết mẹ. Thì con bạc đó ông nội. Thì mắc chết mẹ. Nổi lên cây rồi bị gãy rồi. Có hai cây sắt. Cái đó hồi đó chiên nó tao đổ nó với ai đổ. Nó lâu rồi rồi. Hai sắt tám. Không ăn bữa gì rồi. Con ăn rồi. Rồi chơi. Cho nên không ấy mình đi vô ngoài đi cho anh ơi. Ra ngoài đi. Có cô thuốc không? Có thuốc mẹ gì? Thuốc nào?
Mày giữ đi chứ con tám ôm vô hết trời rồi. Đúng vậy. Cứ cái máy tao đẩy vô chứ dây còn đậu tàu lâu. Tao nói mày tao là giật bất như thật. Của mình không đó, bỏ đẩy. Dạ ông không nhầm vô hả? Ừ, của ông không nhầm vô. Tụi con ngồi không? Thấy ở đó liền. Ừ. Nóng đèn lên nó ngoài. Mở của anh. Ủa rồi nãy giờ con để ở đâu? Không nhớ. Có dình mở ngoài không? Không không. Cầm lại cái nóc nhà. Nóc nhà. Trời ơi, để nóc nhà. Né này đâu mà biết nó quên luôn à. Câu ha. Đồ nó ăn thì tao biết mà tao. Nó trong chùa ra rồi. Nó trong chùa là nó ăn nó có muỗng có đồ, bởi vì bữa nay nó ăn là tao biết câu đường nó lấy cái đùi đũa khác nó cấp ăn chứ không ăn cái đùi đũa của nó. Bữa nay sao nó ở thêm nữa em, cái toàn hay nó mới ăn cái toàn chứ đời nào mà ăn nó sợ giá nào nó chạy ngoài chứ. Đúng. Chứ mình nghĩ tới giấc này đấu chết bà nội rồi mày biểu không cho ăn ăn gì. Em chín từ sớm giờ rồi em nói sao cái gì em mấy em nó chạy ra đấy chứ. Mày bố nó chạy nhà không á. Có lỡ trên nóc nhà rồi tụt xuống hồi leo lên nóng dữ lắm chịu không nổi đâu. Đó bây giờ ở cảnh là con bắn linh rồi luôn rồi đó hả? Rồi đó. Nó mắc cỡ dữ lắm. Dạ nào vậy chạy về ngoài ăn rồi tới buổi chạy vô chứ là không ăn đâu. Chùa sáng. Ừ. Sáng à. Cháu cái đầu trưa 11 giờ đầu đi thực đi thật về xong ăn cơm xong rồi bắt đầu chuyện đói tới tới chiều tới tối luôn á tối bắt đầu là sáng bữa sau á tối là ăn lén rồi chưa được ăn đâu đó ăn bị mãn chán còn không á là phải là ăn đường thẻ đó uống trà ăn bữa trưa chính là sáng cũng ăn sáng ăn cháo rồi đó sáng không? Nghĩ ăn chưa mà chết. Tông nam tông ví dụ ông ăn chay, ông ăn mặn. Vậy đó. Cũng như ông Lục thì ăn mặn mà ông thầy chùa ăn chay. Ông thầy chùa thấy vậy chứ ác hơn ông Lục à? Thấy vậy ông Lục không? Thấy ông ăn được hả? Thấy ông ăn mặn được ông có tuổi tới gì rồi? Ông này ông ăn ai cho gì ăn đấy? Ăn mặn thì ai cho gì ăn đấy? Ừ, cứ còn thôi là mày ăn còn làm thêm miếng nữa để bỏ mày ăn mình kì nghĩ là thấy còn ăn bỏ kì vậy bỏ nó kì quá làm thêm để nước cái trời âm thổ cảm hết trời bao nhiêu rồi nóc chân
chín xuống ra trời đất ơi. Xuống xuống ăn hồi hai thằng ăn rồi hai tao lên dẫn làm luôn. Tao không nói nãy giúp cho anh chị già để mấy chiều nay tao cắt cái già. Ôi, ai mà hồi đó giờ tao thấy ai bóng bóng chú già mày. Trời ơi, không mà để chiều nay ăn thử. Chiều nay chú già ngon lắm. Ngon, không có đắng mà. Mình làm thử thôi. Ừ, vậy để ngồi nó đây được chiều, chút cho đi kiếm cái nào mập mập đấy. Bà nội cha tao ăn được cái chắc hết rồi, hết giùm chú tao à. Thiệt, không có đắng anh mẹ. Tao trồng ba cái chú cái sáp tao đâu có ăn hoài mẹ vậy như đâu. Tao cứ gìn nó, tao quýt cái trời ơi, nó làm lỗi ăn đã lắm mẹ ơi. Coi cái đầu xăm đó mày. Coi cái đầu xăm bắt cái đó không? Bắt đầu xăm vô cái đó nó bắt như mình nè mà bắt khỏi không được. Hả? Bắt mà cái kèo vô. Hả? Làm sao? Còn cái này đâu? Cái gì đâu? Cái đó giờ chạy đi mua đâu có. Ngoài lắc không? Ôi trời ơi, sao cái thằng chuyện ấy giờ đục mẹ đi, đục chứ rồi. Cái này chạy ra tới mà lắc chuyện biết mà. Thì hai mẹ canh trong tay đục đi chứ trời. Phải không? Không phải, không đợi. Ủa rồi cái tình, cái đinh nó đóng cho con cái im không? Không, nó đinh nó rỗi. Đinh của nó mà. Đinh đó là tốt hơn được kia. Thì nó nói là gõ gạo không mà nó ra con em mà nó nói là em lấy đinh là tốt lắm nha chị. Chứ không ai đâu. Không kéo mà không dục. Ờ đúng rồi, nó nói là y gan vậy đó. Còn cái đinh thao á mình biết cho không? Nó có cái hoành thun thôi. Mà phan mà nặng tay quá nó đúng dưới cái là nữa nó dục. Ờ còn cái thằng này mày phan đúng từ đầu. Nó ngon lấy bình nó phan đúng cho nó bè ra vậy nè. Nó nói là cái chị ơi, cái em chưa có thấy, nó nói là chị ơi cái này là em bán con nha, chứ không có ký một bịch vậy là 90 con hay gì đó, là như vậy đó là hỏi là thằng con chị như thế là chị lấy cỡ khoảng nhiêu đủ, nó nói rồi em ra đủ thì chị luôn, mà nó lấy ba bịch. Đấy hả, nó không có xét mà nó không dục. Con nó là nó bảo hành mình là 15 năm đó. 15 năm đó là ba cái mặt, thương cho nó nói này, nó nói mẹ ơi, nó đi đổi lại, nó tôn, ta đưa mẹ mình tôn mà vô cây thì nó ủa đâu có đâu, mẹ có số điện thoại nè, không thấy mẹ điện. Ông ơi, gần quá ông ơi. Khoan cây á là nó như nó nhọn liễu luôn đó, tới từ trong ống vít vậy đó là nó khoan cây ông đậu. Còn cái đầu tao người ta đó, cái đầu đó là người ta khoan ông vô sắt. Quyết. Trời, ăn quyết nhiều quá mà làm đâu phải ngon đâu, đủ sổ. Sổ. Bây giờ nãy giờ mày ăn quyết không phải không? Giờ nó kỹ mày thanh nó khỏe nè. Bây giờ lên có bánh mày biết xài á. Giờ mày đắt ra cái mày, mày đâm muốn ớt cho mày ăn sao mày uống trà đá, mày uống đá lạnh thôi đừng uống giả nha. Uống đại đi rồi dắt về mày đưa con mày leo lên mày leo xuống thôi, lát cho mày đi tắm. Dạ thôi à.